Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Tối nay thứ ba ngày 6 tháng 2 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nhân dịp xuân mới Giáp Thìn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thắp hương tri ân tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ. Những người lính đảo gác lại hạnh phúc riêng, biến nỗi nhớ nhà thành động lực cống hiến bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc để nhân dân đón Tết đầm ấm yên vui. Nông dân các địa phương toàn tỉnh khẩn trương gieo cấy đảm bảo khung lịch thời vụ 14.400 ha lúa xuân. Cùng với đảm bảo các điều kiện thanh toán điện tử an toàn thông suốt, các ngân hàng chủ động đủ nguồn tiền mặt đáp ứng nhu cầu của người dân tăng cao trong dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp xuân Giáp Thìn, sáng nay đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thắp hương tri ân tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Thắp hương tưởng nhớ tri ân đồng chí Nguyễn Thi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Lê Đại, nguyên Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Ngọc Thụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Đà, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Duyên, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ sự trân trọng và tri ân công lao to lớn của các đồng chí cố lãnh đạo tỉnh. Những đóng góp quan trọng của các đồng chí đã góp phần đưa Quảng Ninh vượt qua những giai đoạn khó khăn, gian khổ, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập và từng bước phát triển đi lên, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, khẳng định vai trò vị thế của tỉnh ở trong và ngoài nước, góp phần tạo nền tảng để tỉnh Quảng Ninh phát triển vượt bậc như ngày hôm nay. Các đồng chí là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ đảng viên các thế hệ hôm nay và mai sau học tập noi theo. Trong không khí đầm ấm của những ngày Tết cổ truyền dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình đời sống sức khỏe của thân nhân, gia đình các đồng chí cố lãnh đạo tỉnh, chia sẻ thành quả to lớn mà tỉnh đã đạt được và những công việc mà toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp văn minh hiện đại, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc gia đình các đồng chí cố lãnh đạo tỉnh một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Đồng thời mong muốn gia đình các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, quê hương, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, công tác, mẫu mực trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Sáng nay, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì họp xây dựng quy chế quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Dự họp có các đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia thảo luận góp ý làm rõ một số nội dung trong dự thảo quy chế như xem xét kỹ phạm vi điều chỉnh của quy chế, bố cục căn cứ các quy định luật hiện hành, quy chế xử lý cụ thể, đối tượng quản lý của quy chế, trách nhiệm của các ngành, đơn vị, địa phương. Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu tham mưu việc xây dựng các bước ban hành quy chế theo đúng quy định của pháp luật. Việc xây dựng quy chế phải cụ thể hóa nội dung tổ chức thực hiện. Trong đó, quy định cụ thể đối với việc đăng ký thông báo tổ chức các sự kiện lễ hội tập trung đông người, hướng dẫn quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong việc tổ chức các sự kiện lễ hội tập trung đông người, các biện pháp liên quan đến việc dừng tổ chức sự kiện, các hoạt động trong lễ hội. Quy chế cũng cần quy định cụ thể quản lý đối với các hoạt động đặc thù có yếu tố nước ngoài, yếu tố tôn giáo. Trong việc xây dựng quy chế cần đối chiếu rà soát các quy định hiện hành để làm căn cứ đưa ra các giải pháp quản lý giám sát với thực tiễn đặc thù địa phương, đồng thời làm rõ nguyên tắc phối hợp của các cấp ngành địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp hoàn thiện quy chế trình Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 1 tháng 3 tới. Đảo Trần, hòn đảo xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế biển vùng Đông Bắc.
Tết đến xuân về, khi người người nhà nhà sum họp đón năm mới, thì những người lính ở đảo gác lại hạnh phúc riêng, biến nỗi nhớ nhà thành động lực tự hào, cống hiến, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để nhân dân đón Tết đầm ấm yên vui. Với binh nhất Trịnh Văn Duy, chiến sĩ tiểu đoàn đảo Trần, lữ đoàn 242, quân khu 3, đây là lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Xa đất liền, xa gia đình, nhưng được cùng đồng đội đón Tết trong không khí vui vẻ, đầm ấm tình đồng đội đã giúp các anh vơi đi nỗi nhớ nhà, thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cái Tết đầu tiên được ở bên cạnh đồng chí đồng đội, được trải nghiệm những buổi sinh hoạt, những phong trào trong quân ngũ. Tết năm nay tôi không được bên cạnh người thân và gia đình, nhưng mà đối với tôi, cái Tết năm nay sẽ là cái Tết thú vị nhất. Tết với các chiến sĩ ở đảo luôn được tổ chức sớm để đảm bảo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường trao đổi thông tin, hiệp đồng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trong những ngày Tết. Cống hiến thầm lặng của các anh giữ bình yên cho nhân dân, yên tâm vui xuân đón Tết. Chúng tôi đã quán triệt cụ thể những cái chỉ thị nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là cái chỉ thị số 39 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thế để tổ chức sẵn sàng chiến đấu thì chúng tôi cũng đã quán triệt các kế hoạch của đơn vị. Đấy, tổ chức luyện tập các phương án giả định để xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Chúng tôi làm tốt đầu tiên và làm tốt công tác quán triệt tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, động viên anh em chiến sĩ là khắc phục mọi cái khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Thì bên cạnh đó thì tổ chức các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đơn vị để giúp cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành tốt cái mọi nhiệm vụ được giao. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên đảo Trần, mỗi người một công tác khác nhau, nhưng tất cả đều đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, nhân dân giao phó, trở thành lá chắn thép, là chỗ dựa vững chắc của ngư dân và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi rất là vinh dự khi được cùng các cán bộ chiến sĩ trên đồn biên phòng đảo Trần nhận các nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới biển, giữ cho nhân dân trên đảo có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Mùa xuân mới giữa sóng gió biển khơi, khắc phục mọi khó khăn, vất vả, những người lính đảo Trần luôn chắc tay súng, ngày đêm canh gác, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng, làm nên những mùa xuân yên bình cho đất nước. Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến rất gần, các địa phương trong tỉnh đều trang hoàng rực rỡ, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân và du khách đón xuân, ghi nhận tại thành phố Hạ Long. Tôi đang có mặt tại quảng trường 30 tháng 10 và nơi đây trang trí rất là nhiều tiểu cảnh, mô hình và cờ hoa rực rỡ để đón Tết tràn ngập không khí xuân. Và cũng có rất là nhiều người dân và du khách đến đây ngắm cảnh và tham quan chụp ảnh những bức ảnh đẹp ngày Tết ở khu vực này. Dọc tuyến đường khu vực quảng trường 30 tháng 10 nhuộm thắm sắc màu của các bồn hoa và cụm trang trí. Cờ, băng rôn, phướn, pano, biểu ngữ chào xuân Giáp Thìn được trưng bày nổi bật, giúp lan tỏa không khí tưng bừng, phấn khởi, chào đón xuân mới. Các mô hình trang trí ở quảng trường này cũng vô cùng phong phú và đặc sắc. So với các năm trước, em chụp được nhiều bức ảnh rất là đẹp để có thể đăng lên mạng check-in và cảm thấy không khí Tết đã về rất gần ạ. Tôi thấy thành phố rất đẹp, trang trí nổi bật. Tôi rất vui khi chụp được những bức ảnh đẹp. Tôi đi quanh Hạ Long và rất thích không khí này, có thể cảm nhận không khí Tết ở khắp mọi nơi. Các mô hình tiểu cảnh trang trí đậm phong cách Tết với hình ảnh rồng vàng, những bông hoa đầy màu sắc cũng được đặt ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hạ Long như đường Trần Quốc Nghĩễn, công viên Lán Bè, trở thành điểm nhấn mới trong hoạt động đón Tết của nhân dân địa phương cũng như du khách. Hôm nay cả nhà tôi từ Quảng Yên ra Hạ Long, thấy không khí đón Tết Hạ Long rất là rực rỡ, chỗ nào cũng cờ hoa, rất là hứng khởi. Trang trí rồng này để cho mọi người đến check-in chụp ảnh của nó là tuyệt vời. Hạ Long bố trí đón xuân tuyệt vời, đẹp. Các công viên, các điểm vui chơi công cộng ở thành phố đang khoác lên mình những bộ áo mới, là nơi nhiều người tới vui chơi, giải trí, biểu diễn văn nghệ, quay lại những thước phim đẹp làm kỷ niệm.
ở trong một không gian đẹp thế này thì cũng mọi người cũng đến cũng nhớ điệu múa lời ca để cùng chào một năm mới. Xin cảm ơn thành phố trang trí rất là đẹp để bà con nhân dân được thưởng thức và đón một cái xuân thật là đẹp, ấm áp. Để đón chào năm mới, các tuyến phố ở thành phố Hạ Long hiện đang được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, lắp đặt hệ thống đèn hoa, khẩu hiệu, sẵn sàng chào đón một mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, vụ xuân năm nay toàn tỉnh Quảng Ninh canh tác 14.400 ha lúa. Đây là vụ lúa chủ lực quyết định mức tăng trưởng nông nghiệp. Ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và các địa phương đã hướng dẫn nông dân khẩn trương gieo cấy đảm bảo khung lịch thời vụ. Những ngày trước Tết Nguyên đán, nông dân thị xã Đông Triều, vùng trọng điểm lúa của tỉnh tích cực gieo cấy lúa xuân. Vụ năm nay Đông Triều có gần 4.000 ha lúa, chủ yếu là các giống DT100, DT120, Đài Bắc, Bắc Thơm, Thiên Ưu và một số giống lai, dự kiến năng suất chất lượng sẽ tăng so với năm trước. Hiện nay là Đông Triều cũng đã cơ bản là thực hiện xong cái gieo trồng. Thế và đối với lại các cái giống lúa thì chúng tôi đã phối hợp với công ty giống cây trồng Quảng Ninh để đưa các cái giống mới. Theo đúng khung lịch thời vụ, nông dân Đông Triều đã gieo cấy xong 90% diện tích lúa xuân. Riêng 300 hectare còn lại do đang canh tác cây vụ đông chưa thu hoạch, nên sau Tết nông dân sẽ thu hoạch nốt đến đâu, làm đất gieo cấy tiếp đến đó. Theo cái lịch gieo trồng của Ủy ban thị xã Đông Triều và theo cái sự chỉ đạo của Ủy ban nhân xã và Giám đốc Nông nghiệp xã Việt Dân, thì chỉ đạo là đến hôm nay là cái thôn dưới này, một chỉ đạo đã gieo xạ hầu như là 100% các những hộ gia đình. Độ ải có khoảng xít soát 2.000 hecta. Thì đến thời điểm này tôi đã thực hiện được độ ải cho được khoảng 1.300 gần 1.400 hect. Với khoảng như thế là đã đạt được khoảng 73-74%. Bên trong Tết thì chúng tôi độ ải như vậy, và trong cái dịp nghỉ Tết này thì chúng tôi bố trí nhân lực trực 24/24 đảm bảo các cái cụm thủy nông luôn luôn có đầy đủ cán bộ công nhân viên, vừa là trực bảo vệ công trình, vừa là nếu khi cần sẽ cung cấp đầy đủ nước cho bà con để dưỡng lúa cũng như đổ ải. Năm 2024, toàn tỉnh gieo cấy hơn 14.400 ha lúa xuân. Thời điểm này, diện tích lúa cấy và đã gieo xạ đạt gần 5.000 ha, tập trung chủ yếu ở các địa phương miền Tây như Hạ Long, Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật và phối hợp với các địa phương và các đơn vị cung cấp giống trên địa bàn tỉnh để tổ chức sản xuất cung cấp những cái giống lúa chất lượng. Bên cạnh đó thì chỉ đạo công ty thủy lợi và các đơn vị để phục vụ nước, để phục vụ sản xuất và ưu tiên những cái giống lúa có chất lượng cao và có sản lượng tốt để đáp ứng được cái nhu cầu thị trường và hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp sạch và nông nghiệp có giá trị cao. Vụ xuân năm nay dự kiến khu vực miền Đông và miền Tây gieo cấy xong trong tháng 2 và tháng 3. Riêng huyện vùng cao Bình Liêu do phụ thuộc vào nguồn nước mưa nên sẽ gieo hoàn thành trong đầu tháng 4. Dù thanh toán điện tử đã trở nên phổ biến, song vào các dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiền mặt của người dân vẫn tăng cao. Cùng với việc đảm bảo các điều kiện thanh toán điện tử an toàn, thông suốt, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng chủ động đủ nguồn tiền mặt, đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiền mặt của cá nhân và doanh nghiệp, ngay từ đầu tháng 1, Ngân hàng Công thương chi nhánh Quảng Ninh đã chủ động rà soát, nắm bắt nhu cầu sử dụng chi tiêu tiền mặt của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong dịp Tết năm nay. Trên cơ sở đó, có kế hoạch đảm bảo tăng lượng tồn quỹ tiền mặt ít nhất 50% so với ngày thường, kịp thời cung ứng khi cần thiết, đồng thời bố trí tiếp quỹ, hoàn quỹ đầy đủ, kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống máy rút tiền tự động và máy rút nộp tiền tự động hoạt động thông suốt 24/7, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nộp rút tiền của người dân. Về cơ sở vật chất thì rà soát lại toàn bộ các hệ thống máy móc thiết bị của ATM cũng như là đường truyền để làm sao đảm bảo nhất cho cái việc rút tiền của người dân.
Các ngân hàng tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng công tác an toàn kho quỹ, tăng cường đội ngũ an ninh, nâng cao năng lực xử lý tình huống về an ninh an toàn của cán bộ, nhân viên tại các điểm giao dịch. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh cũng sớm có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng tổ chức tốt công tác điều hòa, lưu thông và cung ứng tiền mặt trên địa bàn. Tại các cái điểm giao dịch của MB trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì cũng đang đảm bảo một cái lượng tiền tồn quỹ nhất định, lượng tiền mặt đấy ạ, nhất định để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngay, cung ứng ngay ra thị trường khi mà có phát sinh. Phải đảm bảo cung ứng đầy đủ cho nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp, người dân, nhất là trong cái dịp Tết Nguyên đán. Thì trong đó thì bao gồm cả cung ứng đầy đủ kể cả giá trị và cơ cấu mệnh giá các loại tiền đối với các nhu cầu thanh toán hợp pháp, chính đáng của người dân. Song song với đáp ứng nhu cầu về tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử nhằm giảm tải việc sử dụng tiền mặt, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác phòng ngừa rủi ro trong các hoạt động thanh toán dịp Tết. Dịp Tết năm nay, người dân các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở những địa bàn xa trung tâm, yên tâm phấn khởi khi có nguồn nước sạch ổn định phục vụ sinh hoạt. Bên cạnh việc mở rộng phủ cấp nước, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh cũng đảm bảo các điều kiện duy trì cấp nước liên tục cho người dân, đặc biệt trong những ngày Tết Nguyên đán. Sau nhiều năm phải dùng nước giếng khoan, nay được Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đấu nối đường ống cấp nước đến tận nhà. Gia đình bà Trương Thị Huê ở thôn Lưỡng Kỳ, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long cũng như hàng trăm hộ dân nơi đây rất phấn khởi vì Tết này đã có nước sạch. Gia đình tôi và người dân ở đây, từ trước đến giờ bọn tôi chỉ dùng nước giếng khoan này, nước khe này. Nó có nhiều đá vôi quá thì dân bà con chúng tôi cũng không được yên tâm. Bây giờ được trên ưu tiên bên nước sạch cho chúng tôi một nguồn nước sạch dùng. Thì Tết xuân về, Tết đến thì chúng tôi có nguồn nước dồi dào thì dùng cho nó yên tâm. Đảm bảo cho sức khỏe gia đình tôi thì chúng tôi rất là yên tâm, phấn khởi. Cùng với mở rộng mạng lưới cung cấp nước, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh cũng chú trọng nâng cấp, cải tạo hệ thống máy móc thiết bị, đồng thời kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống máy bơm, máy móc chuyên dụng, chủ động vật tư, thiết bị, đảm bảo xử lý ngay các sự cố về cấp nước. Song song với việc chuẩn bị các cái vật tư máy móc thiết bị thì trong dịp Tết Nguyên đán, trong ngày nghỉ Tết thì công ty cũng đã lên cái lịch kế hoạch trực Tết với khoảng 60% số lượng cán bộ nhân viên tham gia trực Tết, đảm bảo vận hành mạng lưới cấp nước được liên tục 24/7 thông suốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng sạch của trên 270.000 khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sản lượng nước sạch cung cấp cho nhân dân tăng trên 10% so với ngày thường. Sự chủ động của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh sẽ đảm bảo duy trì cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Những ngày này, không khí đón Tết tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh đã rất rộn ràng, ấm áp. Sự quan tâm của tỉnh và các nhà hảo tâm đang giúp cho mái nhà chung của những người cô đơn không nơi nương tựa, người yếu thế thêm đầm ấm yên vui khi mùa xuân mới đã về. Cùng nhau quây quần gói bánh chưng, tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Năm nào cũng vậy, những người già neo đơn, người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh đều được vui Tết đón xuân trong không khí tươi vui phấn khởi nhờ sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội. Trung tâm tổ chức cho mọi người như thế, chúng tôi cảm thấy rất là vui vẻ, phấn khởi. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh hiện đang chăm sóc và trợ giúp cho 155 đối tượng, trong đó có 3 trường hợp bảo vệ khẩn cấp, 59 đối tượng tự nguyện và 93 đối tượng bảo trợ xã hội là những người già không nơi nương tựa, người khuyết tật, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của tỉnh cho các đối tượng bảo trợ xã hội cao hơn 1,8 lần so với mức chuẩn của Trung ương, mỗi dịp Tết đến xuân về, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh đều tích cực làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa, tổ chức chuỗi các hoạt động đón Tết phong phú ý nghĩa, giúp những người đang được chăm sóc trợ giúp tại đây vơi bớt nỗi buồn, sự cô đơn và cảm thấy vui hơn trong phút xuân về. Trong Tết thì trung tâm sẽ tổ chức chăm lo từ những cái bữa ăn mang tính truyền thống và đảm bảo hương vị Tết, tổ chức nhiều các hoạt động trò chơi dân gian cho đối tượng để cảm thấy là có một cái không khí Tết xưa của các cụ.
Ngoài ra thì trung tâm sẽ tổ chức các hoạt động chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi, người khuyết tật. Và đặc biệt là sẽ có những hoạt động du xuân cho các cụ đi tham quan những cái danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tết đã tới sớm với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù không được quây quần bên gia đình trong những ngày Tết, song những người đang được chăm sóc trợ giúp tại đây vẫn cảm thấy ấm lòng, đón xuân mới an vui nhờ sự quan tâm của tỉnh và những tấm lòng nhân ái. Thời điểm giáp Tết, nhu cầu tài chính của người dân tăng cao. Đây cũng là cơ hội để các đối tượng cho vay nặng lãi lợi dụng để phạm tội. Lực lượng công an của tỉnh và các địa phương, trong đó có thành phố Cẩm Phả, đã chủ động nắm tình hình từ sớm, quyết liệt đấu tranh xử lý nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen. 1 triệu đồng tiền vay, thu lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng một ngày, tương đương mức lãi suất từ 108 đến 182% một năm, cao hơn gấp 10 lần so với quy định của chính phủ. Người vay không cần thế chấp tài sản, thủ tục đơn giản, nhanh chóng, nhưng hệ lụy thì vô cùng nghiêm trọng. Càng đến cuối năm, tệ nạn tín dụng đen càng phức tạp. Từ năm 2022 đến bây giờ thì số tiền cho vay tổng là khoảng 1 tỷ rưỡi và cái số tiền thu lợi bất chính là khoảng 300 triệu. Đối với những trường hợp mà không trả lại đúng hẹn thì bị cáo đăng hình của người vay lên Facebook. Từ đợt cao điểm ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán, Công an thành phố Cẩm Phả bằng các biện pháp nghiệp vụ liên tiếp phát hiện, bắt giữ, khởi tố 4 vụ, 4 đối tượng hoạt động tín dụng đen. Mỗi đối tượng này thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng. Cho vay rất cao như này thì nguy cơ dẫn đến cái việc mà cái khả năng chi trả của những người được vay tiền là khó khăn thanh toán là rất lớn. Do vậy là rất dễ đến phát sinh một số loại tội phạm nguồn khác như là tội phạm liên quan vấn đề trộm cắp tài sản, tội phạm lừa đảo chiếm tài sản, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm tài sản, hay là các loại tội phạm liên quan đến việc đòi nợ thuê gây phức tạp tình hình trên địa bàn. Chúng tôi cũng vận động nhân dân để như vậy là tránh các cái tệ nạn đó, và khi mà chúng tôi thấy có dấu hiệu vậy là những gia đình nào và những người nào có dấu hiệu vi phạm là chúng tôi cũng vận động, đồng thời vậy báo với các cấp chính quyền địa phương để ngăn chặn các cái hành vi tín vay nặng lãi như là tín dụng đen. Để ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, lực lượng công an đang phối hợp với các địa phương tích cực phát huy hiệu quả mô hình tự phòng tự quản khu dân cư, chủ động tuyên truyền pháp luật và khuyến cáo người dân không vi phạm, không tiếp tay cho các hoạt động phạm pháp, trong đó có tội phạm tín dụng đen. Mọi hoạt động vi phạm pháp luật cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tối nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.